Wow, chào các bạn. Mình là Lưu Nguyễn Phát. Mình vừa vừa xếp một con Arduino R3 về. Mình mua từ cái shop điện tử và robot Hackshop ở 2 sạc 16 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Website của này là hackshop.vn và các bạn có thể tham khảo vào trang này nhé. Ok. Bây giờ mình đến phần mở vỏ nào. Dao đâu rồi? Để mình mở. Phụ kiện Hackshop gửi cho mình gồm có một cái con Arduino và một cụm sợi dây cáp để gắn với máy tính. Sợi dây cáp này cũng tầm khoảng 5-60 cm gì đó. Sử dụng đầu USB Type-B, loại B. USB hiện tại bây giờ là loại tới loại C rồi. Giờ mở mời này. Thôi, chúng ta cùng mở nha. Linh kiện điện tử thì phải bọc như thế này á, nó mới chắc, nó mới không bị va đập được. Bởi vì một chút va đập thôi là cũng làm cho cái mạch này chúng ta có bị hư, chạm mạch nữa. Cho nên là nhà sản xuất cũng phải chú tâm vào điều này. Rồi, gần ra rồi. Oh shit. Nhanh đi chứ. Mày chặt vãi. No no no, listen, nhanh lên nhanh lên. Oh, ra. Tôi chịu không nổi rồi. Ra đi mà. Lên nhanh lên nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Wow. Wow. Đây. Đây là em hàng của chúng ta. Wow. Mới toanh luôn. Wow. Mình cầm ngược. Lòi ra rồi. Để vào chứ. Để vào, để vào, để vào. Để vào. Để vào. Đó. Để vào. Đây là hàng mới nha các bạn. Đó, mới luôn. Arduino Uno và phiên bản ở đây là R3. Đó. Đây là sạc cáp và cái mạch Arduino. Theo mình biết thì cái mạch Arduino này tại con đây đây, và nhìn thấy chữ L chứ, rõ chữ L đúng không? Đây là chữ L này đã nối sẵn với cái cổng số giao tiếp thứ 13. 13 đây này, đó đúng rồi. Vì cái phần code mẫu mà Arduino đã giới thiệu cho chúng ta sẵn đấy, nó sẽ nằm vào đó và bạn sẽ kết nối giữa cái dây USB này này, kết nối cái dây USB này với cái máy tính, xong rồi bạn nạp nó vô bằng chương trình Arduino IDE, Arduino IDE. Lát nữa mình sẽ gửi cho bạn. Không, chắc bạn chưa mua thì cũng bạn chưa mua cái mạch này thì cũng sẽ không không sử dụng được đâu. Tại vì có cái mạch mới làm được chứ. Phần mềm chỉ là chỉ nạp thôi mà. Mình đây là sợi dây và cái mạch khá dài. Khoảng 60 cm. Tôi nghĩ vậy. Đây là cái con chip AT Mega 324 gì đấy, quên mất tiêu rồi. Này. Đây là con chip AT Mega 328BU. Chip này hình như là 32 KB bộ nhớ thì phải. Flash là 8 và RAM, SS RAM của nó là cũng 8 luôn. Trời ơi, mình không có nhớ. Thật sự là phải dốt thật chứ. Đây là cổng USB. Và đây là các chân kết nối digital and analog. Analog này để các tín hiệu đi vào như các cảm biến này nè. Và đây là nguồn cấp có cổng 3,3V và 5V, và đây là hai cái cổng nối đất GND đấy. Đây là cái cổng reset. Đây là cái cổng nguồn 5V. Mấy cái modem của mấy bạn cũng có sử dụng cái loại cổng nguồn như thế này nữa, thì các bạn có thể lấy cái cục đó mà thay thế.
Còn trong cái trường hợp á, mà các bạn đã nạp chương trình rồi mà không cần kết nối với máy tính, thì cái cổng này vừa là nguồn vừa là nơi để nạp cái chương trình của các bạn vào. Đây là cái cổng gì mình chưa tìm hiểu nữa. Wow, thật sự là mình rất là nôn nao khi mình mua cái mạch này. Đây là cái tem của Hotshop, tem bảo hành nhá. Coi có thông tin gì mới không? Không có gì cả. À, cái mạch này là 180.000 nha các bạn. 180.000 mình ship về Long Xuyên. Mình ship về Long Xuyên. Đây, đường Cô Giang, Mỹ Bình, phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Với giá trị của sản phẩm này là 180.000. Phí thu hộ tức là người ta giao phí bằng COD đấy. COD tức là tính tiền vào cái lúc shop này á, người ta thu phụ. Tức là người giao hàng cho mình á, họ sẽ thu giùm và họ sẽ đưa tiền cho cái shop này khi mà khách hàng nhận được tiền. Về cái phí vận chuyển là 35.000 và tổng cộng là 220.000 nếu về tới Long Xuyên. Mà bạn nào có nghỉ hè hay gì đó thì các bạn có thể lên địa chỉ này, kêu người thân gì đó chạy tới chỗ nơi này và mua với giá 180.000. Ở trên shop thì còn nhiều cái linh kiện khác nữa về Arduino và còn khá nhiều như là các bo mạch để lập trình. Thì các bạn có thể là học ngôn ngữ C rồi đấy, thì các bạn cũng có thể kết hợp với cái mạch này để làm một thứ gì đó về robot. Mình vừa thích lập trình phần mềm, vừa thích lập trình phần robot nữa, khá hay. Bài bài review đến đây kết thúc. Xin chào các bạn.